Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của GFS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thay mặt những người thực hiện chương trình, trân trọng gửi đến các mẹ, các chị và các em những lời chúc tốt đẹp nhất. Và sau đây chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Một trong những nghị sĩ có ảnh hưởng nhất tại Quốc hội Mỹ cho biết sẽ kêu gọi các đồng nghiệp của mình ủng hộ và bảo vệ tiền số. Và tin tiếp theo, dòng tiền đổ vào thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục tăng cao trong tuần qua, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư với thị trường vẫn còn rất lớn. Sàn FTX tiếp tục mở rộng tầm hoạt động ra toàn thế giới khi vừa thành lập chi nhánh ở châu Âu. Và cuối cùng là những thống kê thú vị về việc chị em phụ nữ quan tâm và sở hữu tiền kỹ thuật số tại Mỹ. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Nghị sĩ Mỹ kêu gọi đồng nghiệp ủng hộ tiền kỹ thuật số. Ron Wyden, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đến từ bang Oregon, đã báo cáo rằng những lập luận cứng rắn đối với tiền kỹ thuật số có thể tạo ra những rào cản không lành mạnh cho sự phát triển của ngành công nghiệp này. Ông kêu gọi các đồng nghiệp không nên hạ bệ quá mức đối với tiền kỹ thuật số, mặc dù ngành công nghiệp này vẫn được xem là lĩnh vực dễ tạo ra những rủi ro tài chính như rửa tiền hay gian lận. Là một người ủng hộ đổi mới, ông kêu gọi các nghị sĩ khác bảo vệ những người đổi mới. Ông ví tiền kỹ thuật số trong giai đoạn này giống như Internet khi còn sơ khai. Được biết, Ron Wyden hiện là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Hoa Kỳ, tham gia Quốc hội Mỹ từ năm 1996, là một trong những thượng nghị sĩ có quyền lực và ảnh hưởng nhất tại Quốc hội Mỹ. Và tin kế tiếp, dòng tiền đổ vào thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục tăng cao. Theo báo cáo hàng tuần của CoinShares phát hành vào ngày 7 tháng 3 năm 2022, thì trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến dòng tiền vào tăng cao hơn so với tuần trước, với tổng cộng 127 triệu đô la. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn ủng hộ tài sản tiền kỹ thuật số, bất chấp những căng thẳng địa chính trị gần đây thúc đẩy họ bán tháo tài sản rủi ro. Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền vào hàng tuần tăng cao nhất từ tháng 12 năm 2021 đến nay, với tổng cộng 95 triệu đô la. Trong khi đó, dòng tiền vào Ethereum cũng có mức tăng trưởng mạnh nhất trong 13 tuần qua, với mức tổng cộng là 25 triệu đô la. Các sản phẩm đầu tư đa tài sản cũng nhận được dòng tiền vào với tổng trị giá 6,8 triệu đô la trong tuần trước. Và tính từ đầu năm đến nay, lĩnh vực này nhận được dòng vốn vào lớn nhất với tổng trị giá 104 triệu đô la. Và tin tiếp theo, FTX thành lập chi nhánh châu Âu. Ngày 7 tháng 3 năm 2022, FTX đã công bố thành lập chi nhánh châu Âu với hai trụ sở chính là Thụy Sĩ và SIP. Theo đó, FTX châu Âu sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của sàn FTX cho khách hàng ở châu Âu thông qua một số công ty đầu tư được cấp phép hoạt động trên toàn khu vực kinh tế châu Âu. Khách hàng từ các khu vực nói trên sẽ có thể mở tài khoản và giao dịch tất cả các dịch vụ sản phẩm FTX đang có. Theo giám đốc điều hành của FTX, Salman Bankman-Fried, thì FTX sẽ dành nguồn lực đáng kể để phát triển các mối quan hệ hợp tác bền vững với các cơ quan quản lý châu Âu. FTX cũng sẽ tương tác với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau trên khắp châu Âu để tiếp tục cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật cho mọi người giao dịch tiền kỹ thuật số. Tính đến nay, FTX là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tích cực nhất về khả năng hợp tác và mở rộng ảnh hưởng, phục vụ cho kế hoạch chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Và cuối cùng là những thống kê thú vị, có 33% phụ nữ Mỹ sẽ mua tiền kỹ thuật số trong năm nay. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, nền tảng cho vay tiền kỹ thuật số BlockFi đã khảo sát hơn 1.000 phụ nữ Mỹ để xác định nhận thức và tình cảm của họ đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Theo kết quả cho thấy, phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực này. 92% số người được hỏi thừa nhận đã nghe nói về Bitcoin và các altcoin. Trong đó, 1/5 số họ cho biết đầu tư vào tiền kỹ thuật số để tài trợ cho một kỳ nghỉ hoặc mua nhà. Về dự định đầu tư, 33% số người được khảo sát dự định sẽ tham gia đầu tư vào năm 2022, trong khi 60% sẽ đầu tư ngay trong tháng 3 tới. Về giỏ hàng đầu tư, đa số chị em chọn Bitcoin là tài sản đầu tư, đứng thứ hai là Dogecoin và Ethereum ở vị trí thứ ba. Trong đó, 14% số người tham gia tin rằng Bitcoin là một khoản đầu tư dài hạn phù hợp, chỉ có 4% cho rằng NFT phục vụ các mục đích tương tự. Về triển vọng nghề nghiệp, hơn 1/10 số người được hỏi cho biết tiền kỹ thuật số là lĩnh vực nghề nghiệp hứa hẹn nhất, cao hơn gấp 2 lần số người quan tâm đến việc làm trong lĩnh vực fintech. Phó giám đốc của BlockFi cho rằng, thật thú vị khi biết rằng phụ nữ ngày càng nhận thức được lợi ích của việc sở hữu tiền kỹ thuật số và bày tỏ sự quan tâm đến việc làm trong lĩnh vực này. Trong tương lai, hy vọng tiền kỹ thuật số sẽ trở thành một phần thiết yếu cho kế hoạch phát triển tài chính của mọi người. Giờ là thời điểm thích hợp để phụ nữ tham gia vào ngành công nghiệp vẫn còn non trẻ này. Và một lần nữa, nhân ngày mùng 8 tháng 3, kính chúc các chị em luôn luôn xinh đẹp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!